Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và ở video lần này thì Khải sẽ soi tiếp tục lại những cao thủ ở server Hành Sơn này cho anh em xem. Và ở lần video này thì Khải sẽ soi tiếp tục ngược lại cao thủ Hào Dân. Hiện tại trong lần này thì anh ta có sự thay đổi rất là khác biệt, nên là Khải muốn soi đồ cho anh em xem. Nhìn vào sơ vào chúng ta thấy anh ta đang có hai cái món đồ tím cực kỳ đẹp. Đây, đầu tiên chúng ta đang có một cái áo thổ. Ôi, 140, 40 chủng động và 40, 25. Nội lực 198. Một áo thổ quá đẹp. Và để kèm thêm một gì đây? Dây chuyền, một cái chuyền no 1 server, không còn gì phải bàn nữa. Một chuyền kháng cả 18, kháng bằng 25, sinh lực 100. Dây chuyền này no 1 server này mà. Bảo đảm anh em, dây chuyền này là dây chuyền thổ no 1 server. Rất là nhiều người ao ước, cũng như là Khải. Khải rất là có mua ao ước có được dây chuyền như thế này. Mà nói thiệt anh em, với số tiền là hơn 7-8 triệu thì Khải không thể nào mà sở hữu được gia chiên này, nên là đây cũng là một phần rất ao ước cho những anh em cao thủ đi theo hướng vũ khí kim. Ôi, hai món đẹp quá. Tiếp tục là một cái dây thủy Water Hell, một dây thủy mát ở phòng toàn chống 10 kháng hỏa 25, dây tím anh em à, sinh lực mát, nội lực ok, kháng hỏa 25, quá chất, quá đẹp. Nón đang có cho mình một nón sinh lực cao 185, kháng độc 13, cũng như vứt chủ yếu là lấy cái sinh lực cao luôn. Và một cái vũ khí, cái foi này hồi trước ông mua là như là nhớ không nhầm là như là 20-30 kim rồi đó. Nói chung là tương đối gần 2 triệu. Cái foi này tương đối gần 2 triệu, 50-100 đó. Cái foi này ông mua 50 gần 2 triệu này mà. Gần 2 triệu cái foi này hồi đầu server. Một cái foi mắt hoàn toàn, số thương 50 và 100% vật lý. Vãi thiệt, số thương vật lý ngồi công. Một con tay kháng lôi 20, sinh lực 158. Một nhẫn kháng hỏa chống 30, sinh lực lực cao. Một cái nhẫn 540. Nhẫn này thì hơi xấu một chút, tại vì nó không có sinh lực nội lực. Nhẫn này hơi xấu một chút. Một đai lưng 540, được sinh lực cao luôn. Đó, thì nhìn sơ qua sẽ đổi, chỉ có cái nhẫn hơi xấu. Và kèm theo một ngọc bội hiệp cốt, quá tuyệt vời. Một cái bàn no 1 server này mà. Một cái bàn no 1 server. Chung là không còn gì phải bàn. Đang hạng 33. 33 với lại đang tốt cái bàn bao nhiêu này. Cái bàn hàng 33 Hảo Dân đang 108 level. 108 level. Sẽ đồ quá đẹp. Đẹp này. Đẹp này. Dây chuyền cực phẩm luôn, no 1 server luôn. Áo cũng vậy, đa giày cũng vậy. Một cái vũ khí cũng vậy, no 1 server luôn. Ngọc bội này thì không được cực phẩm, nhưng mà cũng là cái gì đó gọi là hồn kim hiệp cốt đó, trang bị vàng. Hai cái này thì cũng ok. 66 hay cái nhẫn này, nhẫn 146 thôi. Nhẫn này cũng khá đẹp. Bao tay cũng đẹp. Nón cũng đẹp, nhưng mà nói chung là nó chỉ được cái sinh lực thôi. Đó, ui, một sản đồ quá đẹp này mà. Quá chất. Chung là hồi trước thì ông mua cái phi đao, ông có trải nghiệm là đường môn phi đao, nhưng mà không ăn thua. Sau này ông hón, cố gắng hón về cái bổng nhưng mà không được, nên là ông đánh hón ra được cái đao, hón ra được cái đao cấp 10, nên là ông đánh con lôn. Đánh con lôn một thời gian thì không ổn rồi, bây giờ là hón được cái bổng, nên là ông chơi cái băng bổng luôn nè. Ông này là đam mê cái băng bổng luôn á. Set đồ này là chơi sập server này. Set đồ một set đồ quá chất. Tính vào set đồ này thì Khải nghĩ nó phải hơn rồi. Cái áo này đơn giản là full tím, áo full tím. Áo full tím nó phải dao động khoảng tầm 60 kim. Ui, cái giày cũng vậy, giày 5 dòng cũng vậy, dao động hơn 60 kim nữa. Set đồ ông này quay 60 kim cho 4 triệu đi, áo 4 triệu, giày 4 triệu, cái đó tương đối nha, Khải nghĩ là hơn 4 triệu đấy. Áo hơn 4 triệu này, giày hơn 4 triệu này là 8 triệu này. Vũ khí hôm bữa mua 30 kim, ok, 30 kim 2 triệu nữa. Là 3 món là 10 triệu rồi. Dây chuyền mua 6 triệu á, 16 triệu. Ngọc bội hiệp cốt tầm 2 triệu rưỡi đi. Là 18 triệu. Ui, set đồ ông này tương đối gần 20 triệu anh em ơi. Tính luôn con ngựa với một những set đồ lực vẹt thì khoảng 19 triệu. Vãi nồi. Mà cái bàn nô 1 server. Vãi thiệt, đúng rồi, quá hay. Rồi, áo giày hơn 100 kim anh em. Quá chất. Nói chung là anh em xem thì đừng quên cho Hạo Dân cũng như Khải một like, chia sẻ video này nha anh em ơi. Khải sẽ thường xuyên cập nhật tình hình đồ tiếng của server Hành Sơn này cho anh em xem tiếp theo. Và video này cũng như là Khải sau đồ top cao thủ cho anh em xem và trang bị đồ VIP đó. Và ông này cũng có khá là nhiều trận đánh có top tống kim ở giai đoạn khoảng top 5 đến top 8, top 10 vẫn có nha anh em. Top 2, top 3 thì hơi ít, nhưng mà Khải vẫn thấy nhiều khi có top 3, top 4. Đó. Ok anh em, và Khải tạm dừng video. Đừng quên một like chia sẻ nha. Để tí nữa Khải sẽ soi nhiều cao thủ mang đồ tím này cho anh em xem ở server Hành Sơn này.